Bản tin có tựa đề là 5 công dân Việt Nam đã bị buộc tội là giữ một số loại cỏ lạ trị giá 26 triệu đô la ở tiểu bang Victoria, Úc Châu. Xin chào cô chú anh chị, hiện tại mình đang làm video ở Melbourne, Úc Châu. Thì hôm nay có một cái tin này mình muốn kể cho chú anh chị nghe, là người Việt của mình có 5 người Việt, ok, ở rất gần Melbourne. Nó là một cái vùng xa xôi, nhưng mà nó cũng trong cái tiểu bang Victoria của Melbourne đó. Họ giữ một cái khối tài sản rất là lớn trị giá 26 triệu đô la, ok. Cái này á, là không phải tiền mặt đâu cô chú anh chị, 26 triệu đô la tiền cỏ, tiền bằng lá đó. Người ta nói là tiền bằng lá mít đó. Thì cái này á, là 26 triệu tiền lá cỏ. Thì ví dụ như ở Úc đây á, cô chú anh chị có tiền không sao hết, 26 triệu không sao hết, nhưng mà 26 triệu này mà bằng lá cỏ là không được cô chú anh chị ha. Cái này là nó cỏ, gọi là cỏ lạ đó, cỏ thơm đó. Bây giờ mình sẽ nói cho cô chú anh chị nghe cái bản tin như thế này. Bản tin có tựa đề là 5 công dân Việt Nam đã bị buộc tội là giữ một số loại cỏ lạ trị giá 26 triệu đô la ở tiểu bang Victoria, Úc Châu. Cảnh sát đã thực hiện một trong những vụ bắt cỏ lạ, ok, lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang Victoria, sau khi phát hiện cái lượng cỏ lạ này trị giá 26 triệu đô la trong quá trình khám xét ở một khu đất nông thôn ở miền Nam Gippsland. 5 công dân Việt Nam là gồm có 4 nam và 1 nữ, độ tuổi là khoảng chừng 25 tới 50, 54 tuổi, đã bị cảnh sát giam giữ sau khi cảnh sát ập vào một địa chỉ trên đường Kunwara Inverloch ở Leongatha South vào khoảng 7:45 sáng thứ ba. Thường cảnh sát mà họ ập vô toàn là ập vào buổi sáng của chú anh chị, tại cái giờ đó là giờ đang ngái ngủ, ok, giống như là vẫn chưa có tỉnh đó. Thì cái giờ đó giờ bắt mới dễ, nhà giống vậy đó. Những cái trận mà thường thường mà họ đi vào sáng sớm, nhà để cho giống như ngay cả dì chú cũng vậy cô chú anh chị, khi mà họ bắt những cái trận mà ở không có hợp pháp nè, thì họ cũng toàn là đi vào buổi sáng sớm thôi, tại buổi sáng sớm người ta không có chuẩn bị trước cô chú anh chị, thì giống như khi mà ụp vô mới dễ. Thì cái trường hợp này á, là họ đi vào 7:45 sáng ha, vào sáng thứ ba, có nghĩa là của ngày cách đây 2-3 ngày gì đó. Cảnh sát cũng cho biết là họ đã tìm thấy một cái hệ thống thủy canh tinh vi trong một số ngôi nhà kính thương mại, và cái này gọi là commercial đó cô chú anh chị. Cái hệ thống thủy canh tinh vi là như thế nào? Cái này á, là giống như thủy canh ha, là nó chạy một cái đường ống nước không chú anh chị, giống như là trồng trồng có đường ống nước rồi làm y chang như là một cái công nghiệp vậy đó cô chú anh chị. Khi mà nói tới trồng thủy canh ha, giống như là họ chạy nguyên một cái farm, nó cái nguyên cái nông trại đó như là một cái ngành công nghiệp, nhưng mà ngành công nghiệp này là sản xuất cỏ lạ nha cô chú anh chị. Thì giống như mình trồng trọt nhưng mà nó là rất là tinh vi ha, nó dùng những cái giống như là cái công nghiệp, nhờ những cái thứ mà gọi là để sản xuất đó, để có năng suất đó. Thì cái này họ làm với tính chất là thương mại, ok, thì tất nhiên rồi, cái này là rất là nhiều tiền, ok. Và cái cách mà họ làm á, giống y chang như là làm cái một cái nhà công nghiệp gì đó, một những cái farm mà trồng cây ăn trái bình thường, nhưng mà cái này á, cái mà họ thu hoạch là cỏ, ok. Đây là một trong những hệ thống thủy canh cỏ lạ quan trọng và phức tạp nhất mà chúng tôi từng thấy trong thời gian gần đây. Thanh tra Limara, cái người này tên là Limara, ok, thì cho biết là như vậy. Cái hệ thống này nó rất là phức tạp. Tại sao? Tại vì khi mà Úc á, ở đây ha, họ muốn bắt những cái trận mà trồng cỏ đó, cảnh sát Úc á, thì họ có trực thăng đó cô chú anh chị. Tối á, là mình thấy họ bay vòng vòng đây nè. Khi nào mà thấy ủa cái gì mà nó lạ lạ vậy, họ nhìn xuống họ biết, thì những cái farm này không có nào mà qua khỏi qua qua mặt cảnh sát được. Mà muốn trồng những cái này nè thì họ phải làm sao để mà qua mặt cảnh sát? Tất nhiên là họ phải bằng mọi cách,
nhá, bằng cách này hoặc cách khác để mà không để cho cảnh sát biết được những chuyện này, chứ nếu không thì không có tồn tại được lâu dài của chú anh chị. Thì họ phải làm như thế nào, giống như là bây giờ phải che chắn hết nhá, không có ánh sáng mặt trời thì họ phải làm sao, thì họ phải kiếm đèn, dạ kiếm đèn để thay thế ánh mặt trời. Nhưng mà cái đèn này á, thì nó như thế nào của chú anh chị, nó phải tiêu thụ năng lượng điện nó rất là nhiều ha. Thì bằng cách này cách kia thì cảnh sát họ sẽ biết thôi. Nhưng mà mình nghĩ những cái này á, khi mà cảnh sát á, có người báo hoặc là như thế nào của chú anh chị, hoặc là họ để ý rồi thì cảnh sát họ chụp vô một phát là trúng liền. Thì họ nói đây là một cái hệ thống mà trồng cỏ lạ đó, rất là phức tạp, cái quan trọng và phức tạp, hồi trước giờ chưa bao giờ thấy luôn. Và có nghĩa là họ đầu tư rất là nhiều của chú anh chị, tại cái này là tiền nhiều mà. Từ cây giống đến cây trưởng thành có trọng lượng lên tới 1,7 tấn. Dạ nghĩ thử coi cô chú anh chị, một cái cây, một cái lá vậy phải không, lá cỏ như cô chú anh chị thấy vậy đó, nó mỏng manh như thế nào, cân lên được bao nhiêu gram vậy. Nhưng mà cái này nó tới một một 1,7 tấn lận, có nghĩa là hơn 1.000 kg, 1.700 kg, dạ 1,7 tấn mà. Thì tổng cộng là có 6.525 cái cây cỏ lạ có giá trị thị trường ước tính lên tới 26 triệu đô. Dạ 26 triệu đô này á, là 26 triệu đô tiền cỏ. Ok, cảnh sát đã đốt các cây cỏ lạ này, xóa sạch mọi dấu vết của cái loại thuốc này luôn, cái loại mà đồ lạ đó. Dạ tại vì cái này là họ đốt trực tiếp luôn, chứ bây giờ đem đem đi đâu giờ. Dạ mình không biết là nếu mà đem về đem đi đâu, nên thành ra họ đốt luôn. Tất cả các bị cáo thì đều buộc tội là trồng và buôn bán cỏ lạ với số lượng lớn, và sẽ ra hầu tòa tại tòa án là Latrobe Valley vào ngày 7 tháng 3. Dạ thì đây là những người Việt Nam của chú anh chị, đây là những người bị bắt á, là những người người Việt tại Úc mà cô chú anh chị. Hỏi tại sao mà họ lại làm những cái chuyện này, dạ hỏi là cái này có phải của 5 người đó không. Dạ thì những người 5 người này đó là có nhiệm vụ làm, ok, làm công việc của cô chú anh chị, tại vì nguyên một cái hệ thống như vậy không thể nào chỉ có 5 người, ok, không thể nào mà chỉ có 5 người mà làm được giống như nguyên cái hệ thống bự vậy được. Chứ là một phần nữa, những người mà đi làm cái này nè thường là những người họ họ cần tiền, ok, họ cần tiền. Vì tại sao họ cần tiền, vì rất là nhiều lý do đó. Ủa sao ở Úc đây họ chăm lo cuộc sống cho người dân mà tại sao lại cần tiền, tại vì rất là nhiều thứ, ok. Có thể là do họ bài bạc, ok. Khi mà cô chú anh chị nói bài bạc dạ, là nó có thể gây ra cái vụ mà tán gia bại sản đó trong vòng chỉ có một đêm thôi nha. Thí dụ như nói là cô chú anh chị bị chơi 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 đồ chơi đó, dạ chơi chơi hàng đó, dạ thì nếu mà xài thuốc đi, dạ xài thuốc, nếu mà xài thuốc thì trong vòng một đêm không thể nào phá sản được, ok. Nhưng mà khi nói đi đi xòe quạt nè, dạ đánh bài thì những cái loại đó nó có thể làm cho tán gia bại sản và nợ nần chỉ trong một đêm. Thì nếu mà có tình trạng giống như là mượn nợ như vậy á, thì bắt buộc họ phải đi làm những cái nghề này, dạ để cấn nợ của chú anh chị, hoặc là những người muốn kiếm tiền lẹ, ok, cũng muốn kiếm tiền lẹ thì cái cách nào đó kiếm tiền lẹ thì họ làm thôi. Và đây không phải là cái lần đầu tiên, ok, lần đầu tiên mà người Việt bị bắt về những cái tội này của chú anh chị. Có nhiều người á thì là người du học nè, thì họ cảm thấy bây giờ nếu mà mình không học nữa mà mình đi làm á, đi làm ở ngoài chắc cũng không được bao nhiêu đâu. Tại vì họ quyết định là họ không không đi học nhé, thì họ muốn ở lại đây bất hợp pháp để mà kiếm tiền, để gom mớ đi về luôn, hoặc là kiếm tiền để mà trang trải cuộc sống, rồi có cơ hội thì ở đây, thí dụ vậy đi ha. Thì họ sẽ chọn cái cách kiếm tiền lẹ nhất, dạ kiếm tiền lẹ mà nhiều nhất, dạ thì có nhiều người họ đi vô con đường này. Thì tất nhiên là muốn kiếm tiền nhanh lẹ thì phải có cái gì đó nhỉ? Phải có
có cái gì đó nó sai sai vậy mới kiếm tiền nhanh lẹ được chứ. Còn nếu mà kiếm tiền bình thường như mọi người thì rất là khó của chú anh chị. Đi làm công ăn lương thì giống như là những cái công việc như bồi bàn, rửa chén nếu không có bằng cấp nhẹ, hoặc là đi làm farm nhẹ, làm farm mà không có bằng cấp, không có cái gì hết, không có tiếng Anh thì sẽ như thế nào nhẹ. Thì tất nhiên không thể nào mà kiếm tiền lẹ được bằng cái cách đó được, thì nên cũng đây cũng là làm farm, nhưng mà cái farm farm cỏ lạ của chú anh chị thì đã bị cảnh sát bắt vậy ha. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho cô chú anh chị trong cái video này. Nếu mà cô chú anh chị thích cái video này thì cho video này một like, nếu chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, có ý kiến gì thì comment để giúp mình. Dạ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.